Hi, xin chào tất cả mọi người. Mình là Thương, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của D Channel. Chắc hẳn thì trong thời gian gần đây mọi người đang mong đợi đến ngày đặt hàng và ngày mở bán của iPhone 15 series rồi đúng không? Vậy thì mọi người hãy vào video thôi nha. Và ngay bây giờ mình sẽ mở mí cho các bạn thời gian đặt hàng trước tại Di Động Việt sẽ mở từ 23 giờ ngày 23 tháng 9 và ngày 29 tháng 9 Di Động Việt sẽ chính thức mở bán iPhone 15 series dành cho những khách hàng nào chưa đặt cọc nha. Sau đây mình sẽ điểm sơ qua một số thông tin của iPhone 15 series nha. Đối với bộ đôi iPhone 15 và iPhone 15 Plus sẽ có 5 bảng màu: màu xanh dương, màu vàng, màu hồng, màu xanh lá và màu đen. Và mình sẽ hiện thông số kỹ thuật của hai máy này lên màn hình để mọi người dễ dàng tham khảo nha. Và bảng giá của iPhone 15 sẽ có giá từ 21.490.000 đồng. Còn đối với iPhone 15 Plus sẽ có giá từ 24.490.000 đồng. Tiếp theo, đối với dòng iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max sẽ có 4 bảng màu: Titan tự nhiên, Titan trắng, Titan xanh và cuối cùng là Titan đen. Và mình sẽ hiện thông số kỹ thuật của hai con máy này lên trên màn hình để mọi người có thể dễ dàng tham khảo. Và iPhone 15 Pro sẽ có mức giá từ 27.490.000 đồng, còn iPhone 15 Pro Max sẽ có giá từ 33.490.000 đồng. Nếu như mọi người có nhu cầu thu cũ đổi mới và lên đời dòng iPhone 15 series tại Di Động Việt thì sẽ được giảm thêm 4.000.000 đồng. Còn nếu như mọi người có nhu cầu trả góp thì sẽ được giảm thêm 2.000.000 đồng. Ngoài ra, khi mọi người mua thêm phụ kiện đi kèm sẽ được giảm thêm đến 69%. Và link chi tiết của sản phẩm cũng như ưu đãi và thời gian nhận hàng mình sẽ để dưới phần comment cho mọi người nha. Nếu như bạn còn thắc mắc gì về sản phẩm cũng như là ưu đãi khi mua hàng tại Di Động Việt thì mọi người có thể để lại comment bên dưới. Và xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.